Tại Ủy ban Nhân dân phường Đông Cao, Tòa án Nhân dân thành phố Phổ Yên vừa tổ chức phiên tòa xét xử lưu động hai vụ án hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và một vụ án hình sự về tội trộm cắp tài sản. Theo đó, bị cáo Lương Văn Hà, sinh năm 1992, trú tại xóm Cầu Lưu, xã Tân Lợi, huyện Đồng Hỷ. Bị cáo Ngô Văn Thành, sinh năm 1975, trú tại tổ dân phố Soi Trại, phường Đông Cao, bị truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Bị cáo Ma Văn Hữu, sinh năm 1995, trú tại thôn Bản Quất, xã Như Cố, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Cạn, bị truy tố về tội trộm cắp tài sản. Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ bộ luật hình sự và các hành vi phạm tội, Tòa án Nhân dân thành phố Phổ Yên đã tuyên phạt Lương Văn Hà 15 tháng tù giam, Ngô Văn Thành 24 tháng tù giam và Ma Văn Hữu 12 tháng tù giam.